Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 23 tháng 7 đến sáng nay, 25 tháng 7, nhiều tỉnh thành trên cả nước xảy ra mưa lớn, đặc biệt là ở các tỉnh khu vực phía Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La. Ảnh hưởng từ bão đã khiến nhiều xã, huyện trên địa bàn hai tỉnh này phải hứng chịu các đợt mưa to đến rất to, gây ngập lụt nghiêm trọng, vượt mức báo động 3. Nhiều tuyến đường bị ùn tắc giao thông cục bộ, nhà dân bị ngập nặng, gây thiệt hại rất lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Đến thời điểm hiện tại, dù lượng mưa chút xuống đã thuyên giảm, nhưng những ảnh hưởng mà mưa lớn và lũ quét để lại vô cùng nghiêm trọng. Những gì còn lại là đống đổ nát và sự đau xót của người dân. Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra rạng sáng 25 tháng 7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại lớn về người và của khi có tới 7 người tử vong và mất tích. Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài suốt cả đêm 24 và rạng sáng 25 tháng 7. Đến khoảng 3 giờ sáng nay, nước lũ cùng đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ dồn dập xuống khu vực bản Mường Pồn 1, cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều nhà cửa. Do lũ quét đột ngột xảy ra trong đêm nên người dân không kịp trở tay. Là một trong những người may mắn thoát nạn trong trận mưa lũ vào đêm 24, rạng sáng 25 tháng 7, anh Lò Văn Tiên, bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, không khỏi bàng hoàng về trận lũ lịch sử. Theo anh Tiên, lúc ấy khoảng hơn 2 giờ, trong nhà có 3 người, gồm anh Tiên và hai con nhỏ. Lúc trời mưa thì nó mưa to thì đang ngủ, xong rồi nó cứ kêu sồn sồn. Thế là thôi thì bao bố con của nhau dậy, xong rồi xem nước ở sau nhà. Xong lũ to quá thì bao bố con rủ nhau chạy, dựng rào, xong rồi tài sản. Mọi cái tài sản không dùng có gì hết, hoàn toàn là bị thiệt hại. Cũng là người may mắn được lực lượng chức năng cứu ra khỏi hiện trường sau nhiều giờ mắc kẹt, chị Quang Thị Liên, bản Mường Pồn 1 cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, cả hai vợ chồng đã chạy lên trên đồi đối diện nhà, sau đó thì nước lũ ập đến. Theo thống kê ban đầu, có hai người chết tại bản Mường Pồn 1 là bà L.T.N. sinh năm 1973 và cháu C.V.T. sinh năm 2011. Năm người khác bị mất tích, trong đó có một cháu bé nhỏ 10 tháng tuổi. Đến trưa 25 tháng 7, 5 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm. Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, ngay khi lũ quét xảy ra, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và nhiều sở ngành liên quan đã khẩn trương xuống hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Trước mắt sẽ tập trung tìm kiếm người mất tích, di rời các ngôi nhà đang có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo tuyệt đối tính mạng, tài sản cho người dân. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét. Để quý vị nắm rõ hơn về tình hình thiệt hại cũng như công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường, phóng viên Vũ Lợi, VOV Tây Bắc sẽ thông tin cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại hiện trường vụ xảy ra lũ quét kinh hoàng tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên xảy ra vào tối qua 24 tháng 7. Hiện nay thì công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do cái lượng đất đá tràn về rất là nhiều. Tuy nhiên với cái phương châm là còn người mất tích thì vẫn còn tìm kiếm, thì hiện nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang nỗ lực tìm kiếm, và theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho biết thì cái tuyến quốc lộ 12 này ít nhất phải 2 ngày nữa mới có thể thông tuyến được. Đây chính là hiện trường còn sót lại của bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sau trận lũ quét kinh hoàng trong đêm 24, rạng sáng 25 tháng 7. Bản làng chỉ còn lại bãi đất đá với vài gốc cây như thế này. Trận lũ quét bất ngờ trong đêm khiến toàn bộ người dân trú tại bản Mường Pồn 1 không kịp trở tay. Đến trưa 25 tháng 7, theo thống kê, đã có 7 người mất tích, trong đó hai mẹ con đã tìm thấy thi thể tại hiện trường.
chưa từng có xảy ra trên khu vực này. Theo bà con đánh giá nói là khoảng độ trong vòng 30 năm này là chưa có trận lũ nào kinh hoàng như thế này. Chúng tôi đang tổ chức thành hai chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tiếp tục tổ chức tìm kiếm những người mất tích. Bộ phận thứ hai là chúng tôi tổ chức di rời tài sản cho những hộ gia đình mà có khả năng trong các khu vực kiểm tra rồi di rời tài sản của những hộ gia đình nằm trong nguy cơ có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như có tiếp tục mưa lớn xảy ra. Ngay sau khi xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, biên phòng, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Điện Biên cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên do lượng bùn đất quá lớn khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Để giúp dân di rời những cái nhà nguy cơ cao sạt lở ra vị trí, thứ hai là phối hợp với lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương và toàn thể bà con nhân dân tập trung cho tìm kiếm nạn nhân người mất tích. Thì trước mắt đã tìm thấy hai mẹ con đã bị chết và đưa về gia đình. Thế còn lại cái số người đang chưa thông tin thì đang tích cực phối hợp với địa phương tìm kiếm. Tôi tập trung lực lượng để tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích. Cái thứ hai chúng tôi cho trinh sát trên các cái vùng đồi mà có hộ dân sinh sống để có cảnh báo trước cái nguy cơ sạt lở và di chuyển người dân tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Về quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh chúng tôi thì quyết tâm là còn người mất tích thì còn tìm. Bên cạnh 7 người tử vong và mất tích, trận lũ quét còn khiến 2 người bị thương, 10 ngôi nhà ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn bị cuốn trôi hoàn toàn, 8 nhà đổ sập, khoảng 100 nhà khác bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng khiến cho 40 hectare lúa bị vùi lấp và 2 hectare thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính là 2,7 tỷ đồng. Quốc lộ 12 từ Điện Biên đi Lai Châu cũng bị chia cắt hoàn toàn. Ít nhất phải 2 cho tới 3 ngày nữa nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến được. Vâng, thưa quý vị, ảnh hưởng của mưa lũ không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, mà nhiều khu vực ở tỉnh Sơn La cũng bị thiệt hại không hề nhỏ. Từ đêm ngày 23 tháng 7 đến sáng nay 25 tháng 7, lượng mưa trút xuống Sơn La rất lớn, mưa to kéo dài và gió giật mạnh đã gây ngập úng nhiều địa phương, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa. Các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng của các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ. Đặc biệt, địa bàn thành phố Sơn La bị ngập nặng tại các phường Triềng Sinh, Triềng Cơi, Quyết Thắng, Quyết Tâm, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Thậm chí chỉ trong một ngày có tới 3 lần lũ đổ về trên nhiều tuyến phố, khu dân cư của thành phố Sơn La. Suốt đêm qua, nhiều gia đình lại phải thức trắng đêm để ngăn nước, dọn bùn tràn vào nhà. Nhiều tuyến phố hóa thành sông, thành phố Sơn La chìm trong biển nước và bùn đất. Nhiều người dân tại thành phố Sơn La bàng hoàng cho biết gần 40 năm qua chưa bao giờ họ chứng kiến trận mưa lũ lớn như vậy. 1 giờ sáng ngày 25 tháng 7, sau khi mưa khoảng 30 phút, nước lũ lớn ào ào đổ về từ các khu vực đường 3 tháng 2, đường Trường Chinh, Chu Văn Thịnh, quốc lộ 6 của thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Người dân cho biết nước lên nhanh hơn, rút nhanh hơn đêm qua. Đến khoảng 1 giờ 30 phút tại khu vực ngã ba Quyết Thắng, đoạn ngập sâu nhất khoảng 1 mét, lũ liên tiếp đổ về trên các khu phố với cường độ nước chảy mạnh như suối là điều chưa từng xảy ra ở đây. Trước đó, trong chiều qua, ngày 24 tháng 7 khi trời tạnh mưa, hửng nắng, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình ở thành phố Sơn La đã huy động lực lượng dọn dẹp bùn đất đến tận chiều tối. Người dân còn chưa hết mệt mỏi thì nửa đêm lại phải thức trắng, oằn mình ngăn dòng nước lũ. Trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng tiếp tục trực, canh gác tại các điểm ngập sâu để cảnh báo phân luồng giao thông. Ông Dương Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa dông trên diện rộng, trên địa bàn phường thì có 4 khu vực bị ngập úng nặng. Phường đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng của thành phố ứng trực, hỗ trợ nhân dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ trợ giúp các hộ bị ngập úng, di chuyển tài sản ngay trong đêm.